Hát ca khúc 1 của Đại học Lạc Hồng trong vòng 111 giây đã ghi được 300 điểm giành chiến thắng tuyệt đối. Đã. Như vậy là với những cố gắng trong vòng 3 phút, thậm chí đã dùng đến cả những sự cản phá mang tính chiến thuật, thì C7 KTX của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã có số điểm là 120 điểm. Tuy nhiên, không thể giành được chiến thắng trước LH Cactus 1 của Đại học Lạc Hồng khi họ đã trọn vẹn giành được 300 điểm với một chiến thắng tuyệt đối. Chúc mừng các bạn! Ngay sau đây chúng ta sẽ quay trở lại sân thi đấu và cùng gặp gỡ với hai đội tuyển của bảng F. Tại khu xuất phát màu xanh là đội Sao Đỏ DT3 của Đại học Sao Đỏ. Tại khu xuất phát màu đỏ là đội Firewind của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Xin mời hai đội trở về vị trí thi đấu. Hai đội sẵn sàng. 5 giây chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Đây là một trận đấu mà áp lực tâm lý đè rất nặng lên cả hai đội. Sao Đỏ DT3 Đại học Sao Đỏ và Firewind Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bởi trước trận đấu này thì cả hai đội đều chưa có một điểm nào. Và nếu để giành quyền, giành cơ hội mong manh để đi tiếp vào vòng 1/16 thì họ sẽ phải bắt buộc chiến thắng một cách thuyết phục ở trận đấu này. Và đặc biệt đối với Sao Đỏ DT3, họ là đại diện duy nhất của Đại học Sao Đỏ có mặt ở vòng chung kết năm nay. Chúng ta có thể thấy là một những cái gương mặt đầy căng thẳng của những thí sinh. Còn trên sân thi đấu thì trước trận đấu này, trong nhà thi đấu cung thể thao Tiên Sơn, chúng tôi cảm thấy một bầu không khí được hâm nóng đến kinh khủng của các cổ động viên với những tiếng hò reo ngập tràn trên sân thi đấu. Vâng, rất đáng tiếc cho Firewind Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Rõ ràng là với cơ cấu robot tự động leo dốc mà hai bánh trước và hai bánh sau để lệch trọng tâm một chút thôi thì robot cũng sẽ rất khó để có thể cân bằng động khi leo dốc. Và vừa rồi chúng ta có thể thấy một thất bại trong đợt leo dốc của robot tự động của Firewind. Vâng, trước trận đấu này thì cả Sao Đỏ DT3, Đại học Sao Đỏ và Firewind đều chưa có một điểm số nào. Quả là một trận đấu mà áp lực tâm lý rất nặng đè lên các thí sinh cũng như với tất cả các cổ động viên của cả hai trường. Các đội đang nín thở để theo dõi một chiến thắng mặc dù rất là mong manh. Và một bầu không khí đang được hâm nóng bởi những cổ động viên của Đại học Sao Đỏ. Vâng, vẫn là Đại học Sao Đỏ. Đại học Sao Đỏ, robot của họ đã hoạt động. Vâng, ở trong luật thi robot 2011 thì robot tự động có thể vừa mang giá đèn, vừa thực hiện nhiệm vụ trang trí hoa và đài hoa cao thông lên giá đèn, và vừa có thể thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh giá đèn ở khu vực trang trí. Trong trường hợp như vừa rồi thì đội tuyển đã có chạm tay vào giá đèn và điều chỉnh giá đèn. Tuy nhiên thì đây rất có thể sẽ là một lỗi mà họ sẽ phải bị trừ điểm. Với bất cứ một lỗi nào trên sân thi đấu thì các đội đều bị trừ tới 20 điểm. Một luật thi đấu hết sức khắt khe. Còn đây là trên hình ảnh của trên màn ảnh của quý khán giả, đó là đội Firewind Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Robot tự động của họ đến trận thi đấu thứ hai này thì đã gặp trục trặc. Quả là một ngày không may mắn đối với Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Và cho đến thời điểm này thì chưa có đại diện nào Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đi tiếp được vào vòng 1/16. Quả là với vòng chung kết thì chúng ta đều gặp những đội cực kỳ mạnh. Và những giây cuối cùng của trận đấu rồi. 3, 2, 1, hết giờ. Vừa rồi là trận thi đấu thứ 6 trong đêm thi đấu thứ 3 khuôn khổ vòng chung kết Robocon 2011. Quý vị và các bạn vừa được gặp lại hai đội tuyển của bảng F, đội Sao Đỏ DT3 của Đại học Sao Đỏ và đội Firewind của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Đây là hai đội tuyển trong lượt thi đấu đầu tiên chưa giành được chiến thắng nào. Và chúng ta cũng chưa thể biết được rằng trong 3 phút vừa rồi họ đã có những số điểm cao hay thấp ra sao. Tất nhiên điều đó còn phụ thuộc vào tổ trọng tài và ban giám khảo. Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn biết thì năm nay tại Đà Nẵng chúng tôi cũng đã lựa chọn rất nhiều các sản phẩm của Robocon Tech Show
để đưa đến triển lãm và cũng muốn giới thiệu tới các khán giả xem truyền hình trong khuôn khổ các trận thi đấu trong các đêm mà chúng tôi tường thuật. Đầu chương trình ngày hôm nay chúng ta được làm quen với một sản phẩm độc đáo. Ngay bây giờ cũng sẽ là một sản phẩm tiếp theo và xin được bật mí sản phẩm này đến từ Đại học Lạc Hồng. Chúng ta sẽ cùng xem qua một đoạn clip. Được thiết kế nhỏ gọn, có thể xếp cùng với bộ điều khiển trong một chiếc cặp sách mang theo bên mình. Robot này có thể vượt qua địa hình gồ ghề hay chui luồn và các hệ thống đường hầm, ống cống để thực hiện nhiệm vụ. Đây là sản phẩm của nhóm tác giả đến từ trường Đại học Lạc Hồng. Với camera có khả năng quan sát trong điều kiện ánh sáng yếu, robot này có thể thực hiện được nhiệm vụ giám sát, theo dõi thám hiểm những nơi mà con người không thể tiếp cận hoặc không nên tiếp cận. Đặc biệt, robot này có thể hoạt động thực hiện nhiệm vụ thông qua lệnh điều khiển bằng giọng nói. Các bạn thân mến, các bạn có thể thấy là chúng tôi đang ngồi trước một sa bàn và tôi đang rất là ngỡ ngàng khám phá sa bàn này. Trên sa bàn này quý vị thấy rằng là có một cái địa hình rất là đa dạng, trông như là một cái bức tranh sơn thủy vậy. Đây là một khu núi non, trong này là động sâu và rồi có cây cỏ, có sỏi đá, có suối nước. Và đây có thể nói là một địa hình khá là khó khăn mà các bạn sinh viên của chúng ta tạo ra để thử cho một robot có thể chạy được. Robot thì đang hiện hữu ở trước mắt quý vị và các bạn đây. Hình dáng của nó thì thôi để tùy quý vị có thể tự nhìn và tự đánh giá xem nó giống một cái con vật như thế nào. Còn bây giờ tôi xin hỏi chuyện bạn Dũng và bạn Huân là đại diện cho nhóm tác giả sinh viên và thầy giáo đến từ trường Đại học Lạc Hồng là tác giả của robot này. Các bạn có thể giới thiệu về robot này và nhóm của mình. Vâng, là em bọn em chế tạo con robot này là nhằm mục đích là chui vào những nơi hang hốc tối tăm mà những nơi có những chất độc mà con người đi vào đó thì rất nguy hiểm. Và chú robot này có thể đi vào nó, khám phá trong đó có gì và gửi hình ảnh vào màn hình nơi điều khiển và hình ảnh vào máy tính trung tâm để xử lý những hình ảnh đó. Bây giờ Huân có thể giới thiệu cho anh Lê Anh và khán giả ở đây biết là cái robot của bạn có những chi tiết gì đáng chú ý. Dạ, robot của mình thì được thiết kế rất là nhỏ gọn để thích hợp chui vào những hang hốc và được tích hợp trong một cái vari hay thế này. Để cho là mọi người có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không gây ảnh hưởng gì đến robot nữa. Có thể là đóng gói robot của bạn cho vào một cái vali nhỏ như thế này để mang đi lại. Thế trên robot này thì có các chi tiết gì, bánh xe hay là camera nằm ở đâu ạ? Dạ, camera thì nó được nằm ngay đầu ấy. Ngay đầu. Và còn bánh xe thì là cơ chế gì ạ? Dạ, bánh xe thì bọn mình đã thiết kế những bánh răng để nó có thể là di chuyển về những địa hình gồ ghề phức tạp và tăng độ ma sát khi di chuyển. Như vậy đây là một robot thám sát đúng không ạ? Tên đầy đủ robot này là gì? Dạ, tên robot này là robot giám sát vượt địa hình và điều khiển bằng giọng nói ạ. À, có một chi tiết nữa là điều khiển bằng giọng nói phải không ạ? Thế thì bây giờ bạn có thể cho chúng tôi biết là nó có thể được điều khiển bằng giọng nói như thế nào? Là bây giờ là chúng em sử dụng một con Acer gọi là HM2007. Con Acer này có nhiệm vụ là nó học được cái giọng nói của mình. Ví dụ bây giờ anh là người dạy cho nó học thì anh có thể nói với nó là nó ghi lại âm thanh của anh, nó tạo ra một dãy tần số và nó lưu lại trong EEPROM. Và khi anh điều khiển nó thì anh nói ra giống như câu lệnh đó, thì nó so sánh cái câu lệnh của anh vừa nói với câu lệnh anh đã dạy cho nó học thì nó sẽ thực hiện. Hay quá nhỉ, tôi đang hồi hộp. Thế bây giờ nếu mà tôi bảo nó là nó tiến lên hay là lùi lại hay là đi tiếp hay dừng lại, nó có thể làm được đúng như ý tôi hay gì ạ? Thế bạn cho tôi thử thu âm giọng nói của tôi được không? Thế các bạn khán giả cùng hồi hộp cùng với tôi xem làm có được không nhé. Bây giờ tôi sẽ thu âm lại ba câu lệnh thôi, tức là tiến lên, lùi lại và dừng lại. Thu luôn phải không ạ? Tiến lên. Lùi lại. À, lùi rồi. Quý vị vỗ tay ạ. Tiến lên tiếp. Tiến lên. Dừng lại. Đã dừng. Rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Tôi thấy robot này rất là dễ thương bởi vì là nó đã làm theo hiệu lệnh của tôi. Trong một cái địa hình như thế này thì cái hướng phát triển trong tương lai của robot này là gì ạ? Bây giờ là chúng em sử dụng con robot này đã đi vào những nơi hang hốc, thu hình ảnh, đưa vào màn hình điều khiển và màn hình máy tính trung tâm. Nhưng mà nó chỉ đưa hình ảnh vào thôi. Mình nhìn hình ảnh đó
và hướng phát triển tương lai thì chúng em sử dụng một con robot, đó là xử lý ảnh. Con robot này có thể là nhìn hình ảnh và phân tích hình ảnh đó, chẳng hạn như trong đó là có hình như là con vật gì đó hay là người, thì nó có thể là phân biệt trong đó có người và nó xử lý và nó tự đi luôn, không cần phải về nơi và mình dùng tay game điều khiển hay gì cả. Đó. Tức là cái tính tự động cao hơn rất nhiều đúng không ạ? Và tính năng của robot đó tao, thì cái con này là đã hoạt động được chưa? Dạ, con này đã hoạt động được rồi. À, bây giờ chúng em có thể demo cho anh xem là nó bám sát đối tượng. Bây giờ em cho nó là bám sát theo cái màu đỏ. Anh cứ đỡ màu đỏ thì nó chạy theo màu đỏ. Và anh đỡ màu khác vô thì nó không hiểu. Hay quá nhỉ, tôi muốn cầm cái màu đỏ đấy. Đây giống như một chú bò tót ở Tây Ban Nha. Nó đi theo cái màu đỏ đúng không ạ? Quý vị hãy xem. Ôi, nó có mắt và hoàn toàn đi theo cái màu đỏ của tôi. Tay phất lá cờ Việt Nam, rất tuyệt vời, rất hay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị các bạn, đó chính là phần demo cho robot của các bạn sinh viên đến từ trường Đại học Lạc Hồng. Và chúng ta một lần nữa hãy chúc mừng cho họ vì họ đã có những thành công đầu tiên. Và hy vọng trong tương lai các bạn sẽ trở thành những chuyên gia chế tạo robot của Việt Nam. Còn bây giờ xin mời các bạn khán giả chúng ta cùng theo dõi kết quả trận đấu vừa rồi từ phía ban giám khảo. Tôi xin công bố kết quả trận đấu như sau. Đội Sao Đỏ DT3 của Đại học Sao Đỏ ghi được 70 điểm. Đội Firewind của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cũng ghi được 70 điểm. Hai đội hòa nhau. Xin cảm ơn phần công bố điểm của ban giám khảo. Như vậy là chúng ta đã có một kết quả hòa đầu tiên trong đêm thi đấu ngày hôm nay. Và vừa rồi chúng ta cũng vừa được gặp gỡ với những tác giả có những sản phẩm rất độc đáo ấn tượng, đó là một đại diện của Đại học Lạc Hồng. Và chúng ta cũng không quên rằng Đại học Lạc Hồng ngày hôm nay cũng đã mang đến hai màn thi đấu vô cùng xuất sắc. Hãy cùng chờ đợi họ xuất hiện ở lần thứ ba. Còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu của bảng E. Đây là trận thi đấu thứ 7 trong đêm thi đấu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp lại hai đội tuyển là đội Alligator của Đại học Công nghiệp Hà Nội và đội SQ03 của trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin. SQ03 đến từ Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin cũng là một đội đã giành được chiến thắng với số điểm là 150 điểm trước C7 KTX của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Và trong đêm thi đấu trước thì chúng ta cũng đã được gặp gỡ với một đại diện của trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin và họ cũng đã rất xuất sắc giành được những số điểm rất cao, những màn thi đấu thực sự ấn tượng. Còn ngày hôm nay, đại diện tiếp theo này sẽ mang đến điều gì thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút nữa. Còn ngay bây giờ xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn trận thi đấu thứ 7, đêm thi đấu thứ 3, khuôn khổ vòng chung kết Robocon 2011. Xin được giới thiệu tại khu xuất phát màu xanh lúc này là đội Alligator Công nghiệp Hà Nội. Tại khu xuất phát màu đỏ là đội SQ03 đến từ trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin. Xin mời hai đội về vị trí thi đấu. Cả hai đội đã sẵn sàng. 5 giây chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Vào trước trận đấu này thì Alligator đã chưa ghi được điểm số nào. Trong trang phục màu xanh các chàng trai đến từ Đại học Công nghiệp Hà Nội, họ đã rất nhanh chóng để thực hiện một chiến thuật ghi điểm. Vâng, họ đã không ngờ tới đối thủ của mình, đó là SQ03 Sư quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin, có tới 3 cánh tay để có thể đặt 3 bát nến một lúc. Tuy nhiên thì trong trận đấu này thì Alligator đã hoạt động ổn định hơn, ổn định hơn rất nhiều so với trận thi đấu trước. Alligator cũng là một trong số đội có chú robot khá lớn, được xem là lớn nhất trong vòng chung kết Robocon 2011, với kết cấu rất là cồng kềnh như thế này. Tuy nhiên thì những chàng trai, những bạn sinh viên thiết kế ra robot cho rằng với cách thiết kế này, đây là một cách thiết kế rất hiệu quả để giúp cho robot của họ có thể thực hiện được nhiệm vụ trang trí ở khu vực trên sân. Và chúng ta có thể thấy là robot đã chỉnh hướng để có thể tiến lên trên bề mặt sân để thực hiện nhiệm vụ trang trí, và bây giờ vẫn không được rồi. Lần thứ hai liên tiếp Alligator đã thất bại. Và bây giờ trong trang phục màu đỏ là các chàng trai mặc áo lính đến từ Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin. Vâng, những khắc thần của các trường sử dụng các cảm biến siêu âm để thực hiện nhiệm vụ đo khoảng cách. Trong trận đấu này thì SQ03 đã chưa thực sự hoàn hảo. Vâng, đây là một cơ cấu hết sức kỳ lạ và đặc biệt của
robot đến từ Đại học Công nghiệp Hà Nội, một thiết kế rất cồng kềnh, khác hẳn so với những thiết kế nhỏ gọn của các trường đến từ Đại học Lạc Hồng hay Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chúng ta có thể thấy sân thi đấu đang lặng đi bởi những ánh mắt lo lắng của các cổ động viên đến từ sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin. Họ đang hết sức căng thẳng bởi vì robot tự động của họ ở trận thi đấu thứ hai đã hoạt động thiếu ổn định. Vâng, rất đáng tiếc cho SQ03 nếu như robot tự động của họ không thực hiện được nhiệm vụ. Trên sân thi đấu Robocon, yếu tố thi đấu ổn định là một trong số yếu tố tiên quyết để giúp các đội có thể giành được chiến thắng. Và bây giờ là Alligator. Họ có thể thả được ra thông lên trên mặt sông một cách hoàn hảo hay không? Vâng, rõ ràng là thiết kế cơ khí rất cồng kềnh của họ, tuy vậy đã là một lợi thế giúp cho Alligator có thể đặt được Carathon vào khu vực giữa của mặt sông. Chúng ta có thể thấy là các cảm biến sử dụng tới 6 cảm biến quang để dò vị trí thả ngọn lửa đèn. Vâng, những giây cuối cùng rồi. Chúng ta vừa chứng kiến 3 phút thi đấu giữa hai đội tuyển của bảng E. Đây là trận thi đấu thứ 7 trong đêm thi đấu hôm nay giữa Alligator của Đại học Công nghiệp Hà Nội và SQ03 của Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin. Nếu như ở lượt thi đấu đầu tiên, Alligator của Đại học Công nghiệp Hà Nội đã chia giành được chiến thắng trước một đối thủ rất mạnh, đó là LH Cactus 1 của Đại học Lạc Hồng, thì trong lượt thi đấu vừa rồi, dường như họ đã chiếm được ưu thế khi rất không may mắn cho SQ03 của Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin là robot tự động của họ gặp trục trặc và gần như là hoạt động thiếu ổn định hơn so với lượt giao quân đầu. Tất nhiên chúng ta vẫn còn chờ đợi kết quả từ phía ban giám khảo của trận đấu này để xem Alligator và SQ03 của Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin đội nào sẽ giành được nhiều số điểm hơn. Và lúc này thì chúng tôi đang rất muốn biết anh Lê Anh sẽ gửi tới chúng tôi thông tin gì từ hàng ghế rất gần của bình luận viên và ban giám khảo. Thưa quý vị các bạn, bên cạnh những thông tin rất nóng của mỗi trận thi đấu thì Lê Anh cũng muốn là sẽ có mặt ở mọi vị trí trên sân để có thể giúp quý vị hiểu thêm về bếp núc của những người làm truyền hình chúng tôi. Những người đã mong muốn chuyển cái sức nóng của sân thi đấu này đến với đông đảo quý vị khán giả. Và giờ đây tôi đang có mặt tại khu vực làm việc của bình luận viên Đăng Bền. Anh Bền có thể đứng lên một chút được không ạ? Và tôi nhìn thấy ở đây có một chiếc monitor, một chiếc TV để giúp anh có thể theo dõi góc cận của sân thi đấu đúng không ạ? Trên bàn của anh tôi thấy là có cả thuốc nữa. Đây là chép xin để đảm bảo cho giọng của anh tốt hơn. Và máy tính, bút, rồi giấy rất nhiều. Những ngày qua anh làm việc thế nào? Rất tốt. Anh quan sát thế nào? Tôi quan sát được rõ hơn bằng 3 mắt, đó là màn hình monitor. Rồi. Project màn hình monitor trước mặt và ở một vị trí rất tuyệt vời, rất đẹp mà ban tổ chức đã dành cho tôi ở đây để có thể nhìn thấy rõ hơn. Tôi nghĩ rằng là nhiều người có nhiều góc nhìn quá thì khó xử lý. Anh sẽ xử lý vấn đề này như thế nào? Với một vài năm kinh nghiệm tham gia Robocon thì chắc chắn đấy sẽ là một cái kỹ thuật để phải tự đào tạo và rèn luyện đấy. Đó là những cái kỹ năng của anh trong công việc bình luận viên. Còn bây giờ xin được hỏi anh về chuyên môn, tức là về những trận thi đấu của chúng ta. Tôi thấy hôm qua tôi và Linh Hương có bàn nhau về một vấn đề. Chúng tôi nhớ lại những cái năm trước đây thì cái vấn đề cản phá trở nên thậm chí còn bị phản đối. Thế còn năm nay trong những bình luận của anh Đăng Bền tôi thấy có, anh có nói vấn đề cản phá. Anh có thể nói rõ hơn về vấn đề này. Nếu như với các đề thi Robocon các năm trước thì chúng ta có thể nhận thấy là có những năm là được thoải mái cản phá. Nhưng với 2 năm gần đây thì đề thi Robocon chúng ta thấy rằng chủ đề và luật thi đã giảm tối đa các cái cản phá trực tiếp. Tuy nhiên những cản phá gián tiếp được các đội thực hiện hết sức là thông minh. Ví dụ chúng ta có thể thấy trong 2 ngày thi đấu thì là các đội có thể sử dụng cản phá bằng ở khu vực vùng chung để các đội không có thể, như là Đại học Lạc Hồng không có thể ghi 3 bắt nến một lúc. Hay là hôm qua chúng ta được chứng kiến một cái màn thi đấu hết sức đẹp mắt giữa đội Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Lạc Hồng, khi mà Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh về tốc độ thi đấu chậm hơn so với Đại học Lạc Hồng nhưng họ đã có một cản phá thành công. Khi mà Đại học Lạc Hồng thả ngọn lửa đèn thì họ đã robot tự động của họ đã rất là thông minh để nhận biết được ngọn lửa đèn là đang sắp được thả và họ đã làm cho mặt sông bập bềnh nhiều hơn. Tôi có thể hiểu rằng là vẫn fair play đúng không ạ? Vâng, tức là những cái chơi công nghệ. Tức là những cái phương án cản phá hết sức đẹp mắt
và những phương án cản phá thông minh và gián tiếp chứ không phải là phương án trực tiếp như mà chúng ta thấy. Vâng, một vấn đề rất nhỏ tôi muốn hỏi thêm để anh có thể nói rõ khán giả hơn. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi kết quả cuối cùng trận thi đấu vừa rồi với ban giám khảo. Chúng tôi xin công bố kết quả trận đấu như sau. Đội SQ03 sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin ghi được 50 điểm. Đội Alligator của Đại học Công nghiệp Hà Nội ghi được 162 điểm trừ 20 điểm do robot tự động chạm mặt xong, còn 142 điểm giành chiến thắng. Xin cảm ơn phần công bố điểm của ban giám khảo. Như vậy là Alligator của Đại học Công nghiệp Hà Nội đã thành công trong trận thi đấu vừa rồi. Cụ thể là họ đã giành được một chiến thắng trước đối thủ của mình với số điểm là 142 điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu thứ 8. Đây là trận thi đấu giữa hai đội tuyển của bảng F. Xin được giới thiệu lúc này trên sân thi đấu, tại khu xuất phát màu xanh là đội CDT1K4 của Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tại khu xuất phát màu đỏ là đội SPK Venus Cộng Cộng của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời hai đội về vị trí thi đấu. Cả hai đội tuyển của chúng ta đã sẵn sàng. 5 giây chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, trước trận đấu này thì CDT1K4 cũng đã có được một chiến thắng, còn đối thủ của họ SPK Venus Cộng Cộng Đào Sư Hoàng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có một chiến thắng rất tuyệt vời trước đối thủ Firewind của Đào Sư Hoàng Hưng Yên. Và bây giờ trong trang phục màu đỏ là SPK Venus. Nếu như ở trận đấu trước thì SPK Venus họ chưa thực sự thể hiện được nhiều, mặc dù họ được kỳ vọng rất nhiều ở cuộc thi ở vòng chung kết Eurocon 2011. Tuy nhiên ở trận đấu trước thì họ đã chưa thể hiện được nhiều. Có thể đó sẽ là một hình thức thi đấu, một chiến thuật thi đấu của SPK Venus, bởi chúng ta có thể thấy là robot tự động trang trí của SPK Venus cực kỳ chính xác và nhanh chóng. Vâng, hoàn toàn những cái kết cấu, thiết kế thả hoa, đài hoa hoàn toàn được sử dụng khí nén rất nhanh gọn và chính xác. Một robot hết sức thông minh. Nếu như ở các vòng loại chúng ta thấy robot liên tục phải recharge để thực hiện các nhiệm vụ liên tục kế tiếp, thì ở vòng chung kết này chúng ta có thể thấy các robot được thực hiện các nhiệm vụ liên tục, không hề ngừng nghỉ. Những robot được lập trình hết sức thông minh. Vâng, kể cả một vị trí đặt thả giao thông cũng đã được lựa chọn và tính toán hết sức khéo léo. Đó là vị trí ở gần khu vực trung tâm, phần vụ giữa của mặt sông để làm sao cho giao thông có thể bập bềnh ít nhất. Và bây giờ liệu có phải là một chiến thắng tuyệt đối hay không? Vâng, sử dụng những... Vâng, rất đáng tiếc. Với một ngọn lửa đèn như thế này thì họ chưa có thể giành được một chiến thắng tuyệt đối. Vâng, thưa quý khán giả, việc sử dụng sóng laser, sóng ngắn đã được SPK Venus sử dụng để thực hiện việc xác định vị trí chính xác của trụ của Kraton. Và đây là một trong số những đội mà sử dụng công nghệ để có thể dò tìm vị trí chính xác nhất của Kraton trên mặt sông. Một công nghệ hết sức cao. Vâng, trên màn ảnh của quý khán giả là đang là đội Alligator Đại học, đội CDT1K4. Vâng, bây giờ là phần ghi điểm của CDT1K4. Rõ ràng trong trận đấu này thì SPK Venus họ không thể xem thường đối thủ của mình được. Lần thứ hai sẽ là lần thứ hai SPK Venus thực hiện nhiệm vụ đưa ngọn lửa đèn. Vâng, thời gian không còn nhiều và có lẽ họ sẽ áp dụng chiến thuật, một chiến thuật thi đấu ghi nhiều điểm hơn để chắc chắn giành được một chiến thắng trước đối thủ của mình. Vâng, không được rồi. Vâng, ở trong trận đấu trước thì SPK Venus, robot tự động trang trí và SPK Venus cũng đã thực hiện không tốt nhiệm vụ leo dốc. Rõ ràng là đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Với những giây cuối cùng của trận đấu, 3, 2, 1, hết giờ. Chúng ta vừa kết thúc 3 phút thi đấu dành cho hai đội tuyển của bảng F. Đây là trận thi đấu thứ 8 trong đêm thi đấu hôm nay. Đội CDT1K4 của Đại học Công nghiệp Hà Nội và SPK Venus Cộng Cộng của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Đây là hai đội tuyển đều đã giành được một trận thắng ở lượt thi đấu đầu tiên. Có thể nói rằng trong mỗi một trận thi đấu thì sự cố gắng của các bạn sinh viên là không thể kể xiết. Điều mong muốn nhất của các bạn đó là làm sao các robot mình hoạt động ổn định nhất. Và với chủ đề của lượt thi năm nay có rất nhiều đèn, hoa và nến trong một không gian vô cùng lãng mạn tại Thái Lan, thì các bạn cũng đã tái hiện lại những hình ảnh lãng mạn đó trên chính sân thi đấu của chúng ta. Và chúng tôi vẫn nói với nhau rằng những robot tự động trong sân thi đấu trong vòng 3 phút thì giống như là những diễn viên múa vậy, nâng những bát hoa lên, đặt những bát hoa xuống, rồi cuối cùng phải nín thở chờ đợi xem ở phút cuối họ có thể giành được một loa Graton hay không. Và sau đây chúng tôi muốn quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại những hình ảnh quay chậm của trận thi đấu vừa rồi. Vâng, đây là hình ảnh thả Graton của SPK Venus Cộng Cộng. Họ thành công trong việc thả Graton, tuy nhiên chúng ta có thể thấy là một cơ cấu thiết kế cơ khí của SPK Venus Cộng Cộng hôm nay không thể sánh bằng với LH Cactus 1 của Đại học Lạc Hồng. Với LH Cactus 1 thì robot tự động của họ thậm chí đã có thể hạ cần điều khiển Graton ở mức sát mặt sông nhất trước khi thả. Và bây giờ là hình ảnh thả ngọn lửa đen sử dụng cảm biến quang, tới 4 cảm biến quang để dò, nhưng mà họ đã không thành công việc thả ngọn lửa đen. Vừa rồi là những hình ảnh quay chậm của trận thi đấu mà quý vị và các bạn vừa theo dõi giữa hai đội tuyển CDT 1K4 và đội SPK Venus Cộng Cộng. Ngay sau đây sẽ là phần công bố điểm của ban giám khảo cho trận đấu này. Chúng tôi xin công bố kết quả trận đấu như sau. Đội CDT 1K4 Đại học Công nghiệp Hà Nội ghi được 90 điểm. Đội SPK Venus Cộng Cộng của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ghi được 162 điểm giành chiến thắng. Xin cảm ơn ban giám khảo. Như vậy là chúng ta cùng gửi một lời chúc mừng tới SPK Venus Cộng Cộng của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với chiến thắng với số điểm là 162 điểm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ 9. Mời quý vị và các bạn cùng gặp lại hai đội tuyển của bảng E. Xin được giới thiệu tại khu xuất phát màu xanh lúc này là SQ03 đến từ trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin. Tại khu xuất phát màu đỏ là một đại diện của Đại học Lạc Hồng, đội LH Cactus 1. Xin mời hai đội trở về vị trí thi đấu. Cả hai đội tuyển của chúng ta đã sẵn sàng. 5 giây chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, chúng ta lại một lần nữa được gặp lại LH Cactus 1 Đại học Lạc Hồng trong trang phục màu đỏ với 3 bát đến ở trong một lần gặp. Và họ biết rằng đối thủ của họ, đội SQ03 cũng sử dụng tới 3 cánh tay để gặp 3 bát đến một lúc, và họ đã sử dụng chiến thuật cản phá ngay ở khu vực vùng trung, đó là đặt 3 bát đến ở những vị trí để làm cho đội của SQ03 phải khó khăn hơn và chậm hơn ít nhất là 10 giây so với đối thủ của mình, mới có thể các robot tự động của SQ03 có thể xuất phát và đã rất nhanh chóng. Chỉ 10 giây thôi thì chúng ta có thể thấy là LH Cactus 1 đã thực hiện xong nhiệm vụ trang trí hoa và đài hoa ở đưa về khu vực chuẩn bị, từ khu vực lưu trữ lên khu vực chuẩn bị. Và trong trận đấu này chúng ta có thể thấy rằng là robot tự động của LH Cactus 1 không những lấy ngọn lửa đèn mà nó còn có thể liên tục đưa ngọn lửa đèn lên trên khu vực sala để chuẩn bị cho nhiệm vụ trang trí cuối cùng. Vâng, ở khu vực phần sân màu đỏ chúng ta thấy là robot tự động của LH trang trí Graton của LH Cactus 1 đang gặp trục trặc. Rõ ràng là với hai chiến thắng tuyệt đối ở trận đấu trước, chúng ta được chứng kiến sự ổn định tuyệt vời như thế nào của LH Cactus 1. Tuy nhiên ở trong trận đấu này thì LH Cactus 1 đã gặp trục trặc với robot trang trí của họ. Đây là một trong số những nhiệm vụ tiên quyết để họ có thể giành được một chiến thắng tuyệt đối. Vâng, rất đáng tiếc. Và bây giờ là cơ hội để SQ03 có thể giành được một chiến thắng trong cái vòng đấu E. Vòng đấu chúng tôi đánh giá là vòng đấu tử thần, bởi gồm toàn những đội rất mạnh. Vâng, cơ hội cho SQ03, liệu họ có thể vượt qua được đối thủ của mình là LH Cactus 1 hay không?
đội đang dẫn với dẫn đầu ngày thi đấu hôm nay với hai chiến thắng tuyệt đối loi cà thông hết sức ấn tượng chỉ với 89 giây và 111 giây. Và trận đấu thứ ba này rõ ràng là độ ổn định của robot là một trong số yếu tố tiên quyết giúp các đội có thể có được một chiến thắng tuyệt đối. Mặc dù Lạc Hồng đặc biệt được gây ấn tượng bởi những thiết kế robot hết sức hoàn hảo và ổn định. Tuy nhiên thì bất cứ một chiến thắng nào cũng đều phải có một chút phần may mắn. Và bây giờ vẫn là SQ03. Trong trận đấu trước thì SQ03 robot tự động của họ đã hoạt động không thiếu ổn định trong nhiệm vụ lên dốc. Còn trong trận đấu này thì sao? Vâng, không được rồi. Vâng, chúng tôi có thể thấy một sân thi đấu đang bị nén lại, một sân thi đấu nghẹt thở bởi sự hồi hộp và lo lắng của cổ động viên cả hai đội là Cactus Đại học Lạc Hồng và sĩ quan chỉ huy các đồng tin. Những giây cuối cùng của trận đấu. Như vậy là thời gian thi đấu dành cho hai đội tuyển đã kết thúc. Có vẻ như đây là một trận đấu không như mong đợi của cả hai đội tuyển. SQ03 đã có một trận thắng rất khá cả. Và giờ hai ngã tuyển này sẽ qua biết được đang được thấy là biết đất này nhiều và căn dặn đúng đó.